Thấy nó blue chỗ nào hết. Mình đợt lâu mình có mua một số, nhưng mà bây giờ mình chia sẻ rồi, bây giờ mình giữ lại một con thôi. Đây các bạn nhìn này.
con này Longibet Blue, con nhìn này, con nền này nước ngoài, con nhìn này hình như là châu Á hay sao á. Đó. Ok, cũng có blue nhưng mà không có được blue cho lắm. Đây, con thứ ba này. Đây, con này là con Cobalt Blue này, con này thì đúng là blue thật này. Nhìn rất là đẹp luôn. Nhìn nó rất là xanh. Rồi đây ba con này thì mỗi dòng mình được một con thôi à. Thì mình để nuôi. Mình có làm clip chia sẻ với các bạn. Lâu nay cũng một năm rồi thì mình cũng chưa làm clip. Thì bây giờ mình làm lại thì hy vọng các bạn ủng hộ mình nhé. Thì ba dòng này là ba dòng con nhện, dòng nhện đất. Thì mình trang trí, tại sao mình con này nhện đất mà tại sao mình trang trí cây? Thì tại vì là mình nuôi từ bé tới giờ nó không bao giờ đào hang hết. Bây giờ nó đào thì nó sẽ đào lung tung ở đây thôi, nhưng mà mình sẽ tạo một môi trường mới cho nó. Còn con này cũng vậy này, con này cũng đào hang nhưng mà mình sẽ set up kiểu như là kiểu mới mới để cho nó thoải mái trong này. Rồi lát mình sẽ đổ nước vào. Mấy con này là đào hang hết nha các bạn. Ôi, bây giờ lâu lặng rồi làm lại clip thì cũng chẳng biết nói gì nhiều. Thì các bạn thấy hay các bạn ủng hộ kênh này mình nhé. Rồi cho mình một like nhá, để làm kiểu như là tạo động lực lại cho mình. Ok, mình chào các bạn. Chúc bạn xem clip của mình vui vẻ nhé. Hẹn các bạn ở clip sau.